Phía bên phải khu resort thì mình có cái công viên nước anh ha. Trong đó có trò chơi cầm nhạc mạnh. Giờ hiện tại là sẽ đang đưa mình vô khu vườn thú để mình tham quan thú trước anh ha. Khu rộng bao nhiêu hectare? Dạ tổng hết diện tích ở đây là 50 hectare.
nhìn cô ba, nhìn cô ba kìa. Xin chào. Xin chào, xin chào. Leo ngoài rồi. Đứng dậy, con mẹ đứng dậy nè. Đây nè, nó nè, hai con luôn. Không sợ, mình trong xe mà đừng sợ. Hai con luôn, đó. Wow. Con cọp này là 130kg luôn. Được chưa? Ghê quá. Mẹ lớn nè, lớn nè. Bỏ vô chồng đi. Đó quăng cho nó ăn kìa. Ghê quá. Thấy không? Sợ không? Để nó chết kìa nha. Cọp to quá. Cho hơi xe.
Ờ, nó đi lại như kiếm mình kìa. Xin chào. Ồ. Trời, bự quá, bự quá. Nó 100+ kg luôn á. Con này là con thú nguy hiểm á. Mình không thường thuộc cho mấy anh trai mà. Thêm con nữa kìa, con nữa tới kìa. Cái này đỡ sợ hơn cái kia.
rồi xe cái chờ lỏng không à. Thôi kìa cọp nó đưa cái lưỡi về nó liếm cái bài luôn á. Đó, ngồi xe đi, ngồi xe đi, ngồi xe đi.